Tiếp nối theo đây là một màn thật dễ thương của các em học lớp Việt văn A Pháp. A Pháp cảm ơn các cô, các thầy, các phụ huynh và các em đã nỗ lực tập nhật từ mấy tháng nay để cống hiến cho quý vị màn này. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để khuyến khích và khen thưởng các em. La suite du programme va faire place à une composition charmante des élèves de la classe vietnamienne de la FAP. Voici les jeunes chanteurs, notre espoir de demain. Au nom de la FAP, nous tenons à remercier les enseignants, les parents et les élèves de leurs efforts. Nous vous demandons donc de les applaudir fortement pour les encourager. Alors cette fois-ci, c'est moi qui s'y colle. Les enfants, deux pas devant. Avancez deux pas. Voilà, n'ayez pas peur de vos parents. Nam đắp nước ta ơi, men mu biển lũ dòng trời đẹp phương, cánh cò bay la rực rỡ, mê mờ che phủ trần sông sông chiều. Việt Nam muôn thu thăng bình, Việt Nam sông núi đồ gần biên bình. Việt Nam phong đô na xuân, mẹ ô cha lạc con trường râu tim. J'envoie mes deux subsistances quotidiennes, friandises des jours de fête. Mon sourire accompagnant mes simples offrandes. Pour que dans pays de France, d'Amérique, tout pays d'outre-mer. En séjour de paix, tous, à vous, à nous, nos amis, tous.
enfants de cette terre. Le thème apporte joie et félicité sur humanité bienfaisante et fière. Le thème de la joie et félicité sur l'humanité bienfaisante et fière. Bravo encore.